sinh lớp 7. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ sang một cái lớp mới nữa thuộc cái ngành động vật có xương sống. Như vậy chúng ta điểm lại các lớp chúng ta đã học trước nha. Đầu tiên đó là lớp cá. Tiếp theo đó là lớp lưỡng cư. Vừa rồi chúng ta học đó là lớp bài xác. Và hôm nay chúng ta sang học lớp thứ tư của ngành động vật có xương sống, đó chính là lớp lớp chim. Và cái con đại diện chúng ta tìm hiểu trong cái lớp chim này đó chính là chim bồ, bồ câu. Bây giờ chúng ta sẽ sang tìm hiểu cái nội dung đầu tiên, đó là đời sống của chim bồ câu nha. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu cái chim bồ câu nó có nguồn gốc từ đâu. Như vậy thì con chim bồ câu hiện nay chúng ta nuôi á thì đa số là nó có màu nâu nâu đúng không? Rồi trắng này. Như vậy cái tổ tiên của chim bồ câu nhà của mình mà đang nuôi á, đó là loài bồ câu núi và nó có màu là màu lam. Màu lam là màu xanh da trời mà nhạt đó các em. Thì đó là tổ tiên của chim bồ câu nhà chúng ta hiện nay. Còn bây giờ nhờ có lai tạo thì chúng ta có chim bồ câu Pháp rất là lớn đúng không? Rồi bồ câu Mỹ một con gần cả ký, rồi hơn cả ký. Còn trước đây nếu mà bồ câu cũng nhà mình nuôi bồ câu bình thường thì to nhất thì chỉ khoảng từ 4 đến 5 lạng thôi đúng không các em? Bây giờ chúng ta sẽ nêu những cái đặc điểm về đời sống của chim bồ câu. Thì ở đây chúng ta thấy là thứ nhất á, là chim bồ câu nó sống ở trên cây và đặc biệt là nó bay rất là giỏi, thích nghi với đời sống là bay bay lượn. Nó có tập tính là làm tổ và nó là động vật hằng hằng nhiệt. Như vậy là mình thấy là từ bữa trước tới giờ mình học trong tất cả các đại diện của cái sinh học 7 này, các cái động vật thuộc sinh học 7 này chúng ta học từ trước, ví dụ như động vật không xương sống này, đúng chưa? Tất cả các loài động vật không xương sống, rồi đến lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát thì nó đều là động vật biến biến nhiệt. Thì chúng ta hiểu là nhiệt độ của cơ thể, còn biến đó là sự một cái biến số, ví dụ x hoặc là y đó, thì biến số thì đương nhiên là nó có thể thay đổi. Còn ở đây chúng ta thấy đối với chim bồ câu thì nó lại là động vật hằng nhiệt. Như vậy động vật hằng nhiệt là động vật như thế nào? Hằng nhiệt là nhiệt độ cơ thể, hằng là một hằng số không đổi, có nghĩa là nhiệt độ cơ thể của nó là gì đấy? Không thấy thay đổi, có nghĩa là nó không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. Như vậy thì động vật hằng nhiệt nó có ưu thế gì hơn so với động vật biến nhiệt? Thì ở đây chúng ta thấy là động vật biến nhiệt thì nhiệt độ của nó luôn luôn phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. Khi nhiệt độ môi trường tăng lên cao hoặc xuống thấp thì nó phải trú đông này, rồi nó trú hè này, rồi nói chung là nó phụ thuộc rất là nhiều vào nhiệt độ môi trường. Cho nên nhiệt độ môi trường mà năm nào mà thay đổi nhiều quá thì những loài này nó sẽ rất là bất lợi, có thể là nó bị sốc nhiệt, bị chết chẳng hạn, đúng chưa? Còn động vật hằng nhiệt thì nó lại ít phụ thuộc vào môi trường, cho nên là nó dễ thích nghi với điều kiện môi trường hơn so với động vật biến nhiệt. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sang cái đặc điểm sinh sản của chim bồ câu. Thì ở đây thứ nhất đó là chúng ta thấy là nó thụ tinh trong. Như vậy thụ tinh trong thì chúng ta lưu ý cho cô là thụ tinh trong có nghĩa là trứng được thụ tinh ở bên trong cơ thể của mẹ thì gọi đó là thụ tinh trong. Mỗi lứa đẻ của chim bồ câu nó chỉ đẻ hai trứng thôi. Trứng của nó rất là giàu nõn hòn và đặc biệt là có vỏ đá vôi bao bọc ở bên ngoài. Nó có cái tập tính đó là tập tính ấp trứng và nuôi con là nuôi con bằng sữa sữa diều, chúng ta thấy đấy. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái đặc điểm sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài với chim bồ câu xem thử là cái loài nào nó tiến hóa hơn nhé. Thứ nhất là về kỹ thụ tinh thì cả hai con đều là thụ tinh trong. Thứ hai là thằn lằn bóng đuôi dài thì mỗi lứa đẻ của nó từ 5 đến 10 trứng, nhưng mỗi lứa đẻ của chim bồ câu chỉ có hai trứng thôi. Thì chúng ta biết là nó đẻ càng ít trứng thì cơ thể của con mẹ nó sẽ càng mất ít chất dinh dưỡng hơn, cơ thể nó khỏe hơn. Trứng ít thì nó sẽ bảo vệ chăm sóc tốt hơn đấy. Rồi trứng của thằn lằn móng đuôi dài thì có vỏ đá vôi bao bọc, thì trứng của chim bồ câu cũng có vỏ đá vôi bao bọc. Thằn lằn thì nó đẻ trứng xuống các cái hốc đất, sau đó là nó đi, con non nó tự nở ra và tự đi kiếm kiếm mồi. Còn đối với chim bồ câu thì chim bố và mẹ nó thay nhau nó ấp ấp trứng. Con non được nở ra thì sẽ được chim bố và chim mẹ thay nhau chăm sóc và mớm bằng sữa diều. Như vậy qua cái bảng so sánh này thì rõ ràng mình thấy là chim bồ câu nó tiến hóa hơn, bởi vì thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của nó nhiều, đảm bảo được cho nó đẻ ít trứng thì nó sẽ cái tuổi thọ nó sẽ cao hơn này. Thứ hai đó là nó có tập tính đó là chăm sóc trứng và con non, cho nên tỷ lệ nở và phát triển ở chim bồ câu là nó cao hơn so với thằn lằn bóng đuôi dài.
chúng ta lại có thể so sánh một xíu nữa, rút ra một cái kết luận nữa, đó là cái quá trình sinh sản của chim bồ câu nó tiến hóa hơn bò sát ở điểm nào, có nghĩa là chúng ta chỉ cụ thể ra. Thứ nhất đó là trứng có vỏ đá vôi này thì tốt hơn là vỏ dai rất là nhiều, cho nên phôi nó được bảo vệ một cách tốt hơn và phát triển an toàn hơn. Thứ hai đó là nó có cái tập tính đó là ấp trứng, thì phôi nó phát triển ít lệ thuộc vào môi trường hơn, tốt hơn. Và thứ ba đó là nuôi con thì có cái tập tính nuôi con thì sẽ tăng cái tỷ lệ tồn tại của con non nó cao hơn, đúng như nào. Rồi bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai, đó là cái cấu tạo ngoài của chim bồ câu. Thì các bạn có thể nhìn quan sát đây là cấu tạo ngoài của chim bồ câu. Và chúng ta thấy là đây là nó có lông cánh của nó có hai loại lông này. Đây là lông ống, là có một cái ống dài này. Và đây là lông tơ, được chưa nào. Rồi sau khi mà quan sát cái hình vẽ này rồi thì chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng bài tập ở phía dưới, bảng 1. Đó là đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu và ý nghĩa thích nghi của nó. Thì chúng ta ghi cái ý nghĩa thích nghi vào bên này. Thứ nhất đó là thân của nó hình thoi. Thì chúng ta biết là thân mình thôi thì nếu bơi dưới nước thì giảm sức cản của nước, còn nếu bay trên không thì đương nhiên là nói gì ấy, giảm sức cản của không khí khi bay. Như vậy chúng ta điền vào đây là giảm sức cản của không khí khi bay. Giảm sức cản của không khí khi bay. Rồi tiếp theo đó là chi trước thì biến thành cánh chim. Thì đương nhiên cái cánh này thì nó sẽ có cái tác dụng, cái ý nghĩa đó là nó sẽ quạt gió, giống như cánh quạt của chúng ta đấy. Và quạt gió đây là động lực của sự bay. Và đặc biệt là khi mà nó hạ cánh thì chúng ta thấy là cái con chim bồ câu nó sẽ xải hết cái cánh của nó ra, thì nó có tác dụng giống như cái dù đó em, đó là cản không khí khi mà nó hạ cánh, thì sẽ giúp cho nó hạ cánh từ từ. Như vậy chi trước biến thành cánh chim nó có hai cái ý nghĩa thích nghi. Ý nghĩa thứ nhất là nó sẽ quạt gió thì sẽ là cái động lực để giúp cho nó bay. Thứ hai đó là nó cản không khí khi mà hạ cánh. Rồi tiếp theo, chi sau thì nó có ba ngón trước, một ngón sau và đặc biệt là nó có vuốt. Thì đương nhiên là cái ba ngón trước và một ngón sau thì chúng ta thấy là cái đời sống của chim bồ câu thì nó sống ở trên cây, cho nên là ba ngón trước một ngón sau này sẽ giúp cho chim bám chặt vào cành cây, và đặc biệt là khi mà nó hạ cánh, cho nên là giúp chim bám chặt vào cành cây và khi hạ cánh. Tiếp theo về cái lông ống của nó thì nó có các cái sợi lông làm thành cái phiến mỏng, và cái tác dụng là nó làm cho cái cánh chim á, là làm cho cái cánh chim nó khi mà dang ra thì tạo nên một cái diện tích rộng, có nghĩa là tăng cái diện tích của cánh chim khi mà cánh chim nó dang ra, được chưa, làm cho cánh chim khi dang ra tạo nên một diện tích rộng. Làm cho cánh chim khi dang ra tạo một diện tích rộng. Rồi tiếp theo, đối với cái lông tơ thì nó có các cái sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp, thì đương nhiên là nó sẽ giữ nhiệt và làm cho cơ thể nó nhẹ, giữ nhiệt này. Tại cái thứ nhất này giúp nhiệt độ cơ thể của nó ổn định này, thứ hai đó là làm chim nhẹ, tức là làm cho cơ thể chim nó nhẹ đi thì thích nghi với đời sống là bảy lượng. Tiếp theo đó là cái mỏ của nó thì mỏ sừng bao lấy hàm và đặc biệt không có răng, thì khi mà nó không có răng thì nó sẽ làm cho cái đầu chim nó nhẹ hơn, làm đầu chim nhẹ. Tiếp theo là cái cổ của nó dài, khớp với đầu và thân thì nó sẽ phát huy được các cái giác quan của ở trên đầu giúp nó bắt mồi, và đặc biệt là nó có cái tập tính đó là rỉa lông, đúng chưa?
phát huy tác dụng của các giác quan. Và đặc biệt là giúp nó gì đấy? Rĩa lông. Như vậy chúng ta thấy là tất cả những cái đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thì đều có cái ý nghĩa thích nghi, đó là giúp nó thích nghi với đời sống là bay lượn ở trên không là chủ yếu. Rồi tiếp theo chúng ta chuyển sang cái phần 2, đó là cái cách di chuyển của chim bồ câu. Thì chim bồ câu nó có hai cái hình thức di chuyển, đó là bay vỗ cánh và bay lượn là các em. Đấy. Đây là cái kiểu bay vỗ cánh của chim bồ câu này. Đây là cái kiểu bay lượn mà chúng ta hay gặp ở Hải Âu, sống ở các triền đá này. Rồi. Bây giờ đối với chim có hai cái kiểu bay như vậy thì chúng ta sẽ so sánh hai cái kiểu bay này xem thử là chúng có đặc điểm gì khác nhau mà giúp chúng ta phân biệt được giữa hai cái hình thức này nha. Thì thứ nhất á, kiểu bay vỗ cánh á, thì các cái động tác bay bên này này, nếu mà nó có thì chúng ta đánh dấu tích vào. Thì đập cánh liên tục thì chỉ có kiểu bay vỗ cánh mới đập cánh liên tục. Còn đập cánh một cách chậm rãi và không liên tục thì đó là thuộc về kiểu bay lượn này. Tiếp theo, cánh dang rộng mà không đập thì nó thuộc về kiểu gì đây? Kiểu bay lượn. Bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí, hướng thay đổi của các luồng gió. Như vậy là nó chủ yếu là dựa vào sức gió và nó chỉ dang cánh ra lượn theo gió thôi. Còn bay chủ yếu dựa vào động tác vỗ cánh, đập cánh thì đó chính là kiểu bay vỗ cánh mà chúng ta hay gặp ở chim bồ câu, được chưa nào? Rồi, như vậy thì bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Cũng tương đối đơn giản thôi đúng không? Chúng ta xem các cái câu hỏi phía sau sách giáo khoa nhé. Thứ nhất đó là trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu. Thì như lúc nãy chúng ta xem lại phần 1 chúng ta trình bày được đúng không? Thứ nhất là chim bồ câu trống thì nó có cơ quan giao phối tạm thời này. Rồi nó thụ tinh trong này. Để hai trứng có vỏ đá vôi này. Trứng được cả chim trống và chim mái ấp này. Chim non yếu và được chăm sóc nuôi dưỡng bằng sữa diều của chim bố mẹ đúng không? Rồi câu 2 là nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn, thì chúng ta nêu cái bảng ở phần 2 ra thôi. Câu số 3 đó là chúng ta so sánh cái kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn. Thì đương nhiên là chúng ta dựa vào cái mà chúng ta vừa làm cái bảng ở phần 3 đánh dấu tích đó. Các em chỉ cần nêu ra thôi, ví dụ kiểu bay vỗ cánh thì đập cánh liên tục và sự bay chủ yếu là dựa vào sự vỗ cánh. Còn kiểu bay lượn thì cánh đập một cách chậm rãi, không liên tục, cánh dang rộng mà không đập. Sự bay chủ yếu là dựa vào sự nâng độ của không khí và sự thay đổi của luồng gió thôi, đúng chưa? Bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo nhé.